shop nick tự động, sĩkeoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Nếu mà rảnh quá thì bây giờ xem nào, dựng dựng cái tường gạch siêu cao khổng lồ đi anh em ơi. Lên đây đừng chơi thôi. Ok này anh em, dựng cái góc chéo này này. Đó, dựng góc chéo thì anh em leo lên nó sẽ khá là dễ thôi nhá. What the hell, leo cái kiểu hơi ngáo rồi anh em ơi. Lên lại, lên lại, lên lại thôi mọi người. Ok này, tiếp tục dựng cái kiểu góc chéo này các bạn ơi. Ok, ngon lành. Mình sẽ xem mình dựng thật là cao anh em ạ. Phải thật là cao luôn, thật là cao cho nó ngầu anh em ơi. Lên trên nào. Uầy, đang rất là cao rồi nhá. Chờ cái này anh em đã thấy vui chưa? Anh em đã thấy vui chưa nhỉ? Thì coi nào. Ở đây này. Đúng rồi, hợp lý. Cực cao rồi nha các bạn ơi. Dựng vào đây này. Lên trên nữa nha anh em. Ui, đủ cao chưa? Chờ cái này vui quá anh em ạ. Ok này, lên trên nữa các bạn ơi. Ui. Lên trên đây này vẫn chưa cao lắm, mình sẽ tiếp tục lên trên nữa này. Cái bom gạch này chơi vui mà anh em, có bom gạch này chơi vui mà. Đây, sau khi mà mình cảm giác là mình quen thì dựng mấy cái này chơi cũng dễ thôi à. Ơ, không nhấn được anh em ơi, phát này hơi kẹt à, sao không lên được ta. Ok ok này. Đó, vẫn lên ok luôn nhé anh em. Dựng tường gạch cao lên này, bom gạch này. Tiếp tục lên trên này. Wow, mình ngay vừa đến G. Chắc là không sao đâu, chắc là không sao đâu anh em ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Cầu xin vận hên thôi à. Ui, ngay vùng độc á, thôi xong. Chuẩn bị mất hết mũ giáp rồi. Lên trên này đứng chơi nhé. Ui, không lên được nữa hả? Hơi khoai, hơi khoai, hơi khoai rồi các bạn ơi. Ok, hết tường gạch rồi. Lên trên này đủ cao chơi anh em ơi. Từ chỗ này anh em thấy là ui, bên dưới cực kỳ là cao luôn nhé. Wow, kiểu này là mình xây sắp cao bằng tháp thung lũng rồi anh em ơi. Đây, xây tường gạch siêu cao khổng lồ này. À, tôi thử dùng cái này xuống dưới coi. Xuống dưới lại không có được. Chắc là anh em sẽ phải nhảy xuống từ từ đấy. Khá thú vị các bạn ơi. Quẩy trên này con nào. Úi xồi. Úi xồi ôi, đủ cầu chưa anh em. Ok này, ngon lành. Sời ơi, bật nghe vào lên đừng chơi xíu nhỉ. Xong là chúng ta sẽ xuống dưới sau anh em ạ. Chất chơi người rơi. Thật sự là chất chơi người rơi anh em ơi. Xuống dưới cái đã. Tôi tìm đường xuống dưới anh em ơi, nhảy này. À, anh em nhảy như này thì anh em sẽ chẳng mất máu đâu. Đó, cứ từ từ mà nhảy xuống thôi à. Đơn giản thôi, cách xuống anh em cứ từ từ mà nhảy xuống thôi à. Đó anh em thấy chưa, kẹo nhảy thì không mất tí máu. Đấy, không mất tí máu nào cả luôn này. Cứ từ từ mà nhảy xuống thôi à. Đây, xuống dưới này. Chứ là anh em mà nhảy thẳng là chắc chắn là sẽ đai ấy. Bởi vì là độ cao của này thì nó, độ cao của chỗ này nó khá là cao anh em ạ. Anh em nhảy từ từ thôi à. Đâu, chỗ này mình dựng cái bên dưới đâu nhỉ? Hết mất tiêu rồi. À, cái này thì nó cũng bị tan theo thời gian đấy anh em. Đây anh em thấy công trình mình xây chưa? Ui, xây tường gạch siêu cao luôn anh em ơi. À đủ. Này anh em thấy chưa? Nhìn kẹo xây này, chất chưa anh em ơi? Chất luôn chứ lại. Anh em có chất lượng chưa? Tôi đã xây mà lại có năng khiếu làm thợ xây rồi. Đấy anh em thấy chưa, đủ chất chưa, ngầu chưa. Ui dồi này, ngầu chơi anh em. Rảnh tôi xây cái này chơi nhá. Chất thật. Anh em vào trong chế độ xây và trượt nhá. Anh em xây mấy cái này này cũng vui mà. Ok ok mọi người. Đâu anh chạy xuống an toàn rồi em ơi. Ngã xuống từ chân đấy có mặc què giò thật luôn chứ em. Rồi nhá.
Bây giờ thì còn lại đó là 11 người chơi nữa này. Mình đang ở chỗ này, mình chờ cái vụ Nengar qua đi kìa đã. Wow, rất là cao này. Ủa, lại vùng độc nữa hả? Suốt ngày cái chỗ này nó ăn giáp của mình này. Chạy nhanh, chạy nhanh. Chạy nhanh không là bị ăn hết giáp bây giờ. Đậu xanh, chán thật. Kiểu này là mất giáp rồi. Vùng độc này thì sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở trên bản đồ nha anh em. Mất giáp mất tiêu rồi à? Thôi xong, bay mất mũ giáp rồi. Chán ghê vậy. Ở đây có một chiếc xe monster chắc nhé. Ok, lên xe săn mạ cho dễ nhé. Nãy giờ là xây quá nhiều bom gạch đủ rồi nha em ơi. Bây giờ là chúng ta hãy cùng đi săn mạ nào. À quên, mình xem mình lượm thêm xíu đồ cái đã. Ska này, Ska sấy cực kỳ là đã luôn nha. Bom gạch thì lại có thêm, nói chung là lượm cho vui. Tí nữa có gì anh em lại dựng bom gạch chơi tiếp ở bó cuối anh em ơi. Cho nó vui mà anh em. Đây để xem là mình có thể là kiếm được thêm bom gạch hay không nhá. Có gì tí nữa bó cuối anh em lại tiếp tục dựng thôi à. Chơi cái này cũng vui mà. Anh em lại bảo là không vui đi. Để kẹo qua đây. Của Baloba này, ngon. Bây giờ anh em cố gắng lượm thật là nhiều những cái bom gạch cũng như là cái đạn của súng móc nữa anh em ạ. Là chúng ta có thể là xây tòa tháp siêu cao rồi. Tòa tháp siêu cao xây bằng từ gạch nhé. Xây móc thì các bạn có thể là xem mình chơi nhá. Ở đây nãy là mình có xây một cái tòa tháp siêu cao khổng lồ bằng tường gạch rồi. Ok ok, mình lên trên này. Ủa, chỗ này có tường gạch nữa hả? Để mình coi xem hòm sắt có gì không anh em. Biết đâu là chúng ta sẽ lại có thêm tường gạch tí để xài. Bên này bom gạch này, giống kiểu phun nào. À không lượm được, hơi lỗ tí thôi. Còn lại thì các bạn vẫn lượm được bình thường này. À nãy giờ mới thấy dây bật này anh em ơi. Ủa ơi, trong chế độ này cũng có dây bật luôn nữa hả? Mình tưởng là không có cơ. Uầy, lượm được vô cùng là nhiều bom gạch rồi nha các bạn ơi, ngon. Này, đấy, dây móc các kiểu này. Bây giờ thì mình đổi qua cái khẩu MP40 nhá. Quá đã anh em ơi. Tí nữa thì mình lại xây tiếp bom gạch và chơi với anh em nhá. Mình có dây bật rồi này. Úi dồi ôi, nhảy cao phê chưa. Phê chưa anh em. Lái xe vào luôn giữa bo này. Xây từ gạch chơi. Ok ok, nãy thì có thể là anh em chưa kịp xem cách mà mình sử dụng cái bom gạch với lại dây móc như thế nào. Thì bây giờ đây, bây giờ mình xem sử dụng dây móc với lại bom gạch cho anh em làm từ từ thật là chậm, để cho anh em xem cái cách làm thế nào để các bạn có thể là xây được một cái tòa tháp bằng tường gạch siêu cao khổng lồ nhá. Ok này, trước hết là mình sẽ vào ngay giữa bo cái đã. Đây, chỗ này ngay giữa bo nha anh em. Xây cái tường gạch siêu cao khổng lồ ngay giữa đường luôn này. Anh em ơi, nhảy cao lên coi. Ui, nhảy cao vẫn lên được nhé, làm sao. Mình xài dây móc mình lên trên này. Làm sao bạn ơi, chưa lên được anh em ạ. Đây đây, lại đây. Đúng rồi. Làm sao bạn ơi, làm sao bạn ơi. Lên trên đây này. Mình lên trên cao kia thì thiên nhiên kia bắn bằng niềm tin và hy vọng. Hải ơi, có giỏi lên đây chơi này. Tiếp tục xem này các bạn ơi. Đó các bạn, để nó cái móc mình gần lên trên một tí này. Qua đậu xanh. Đậu xanh này bắn mình này, quần máu cái đã. Làm sao xơi kẹo đâu có dễ đâu. Nó trên ốc xưởng thì phải à. Nạp dây móc này. Đây bắn lên trên này. Đơn giản thôi mà anh em này. Tiếp tục lên trên nữa nhé. Ok ok này. Lên trên này các bạn ơi. Ui, đậu xanh. Thằng nào ở dưới sơn mình vậy. Đừng bạn ơi, mình còn máu cái đã. Nó cũng xây dựng cái tường gạch anh em ạ. Làm sao bạn. Xây cao lên đứng chơi nó mới phê anh em ơi. Chỗ này xây hơi vội. Mình phải xây chéo chéo một tí nhá. Đây này, như kiểu này này. Nãy xây hơi vội. Thôi xong. À không mất gì cả. Không mất gì cả các bạn ơi. Ok ok.
Mình không mất gì cả nhé. Đây trên nào anh em? Đứa nào ở trên vậy? Đứa nào ở trên vậy? Từ từ nha. Làm gì mà phải căng thẳng với nhau để mình xê vào trong cái góc này này anh em này. Các bạn phải xê vào góc cơ thì anh em mới có thể là leo lên được nhá. Nãy xê hơi lỗi. Đó anh em thấy chưa? Các bạn là mình tránh cái thằng dùng AWM ở trên nóc này. Ok ok. Xê bông vạch kiểu này để tránh nó thôi. Chứ còn anh em leo lên nó hơi bị khó một xíu. Ok ok. Làm sao? Tính sơ mình nhá. Sơ mình đâu có dễ đâu. Thằng bé ngay ở dưới này. Nó chạy này anh em ơi, nó chạy này. Nó chạy này các bạn ơi. Làm sao đấy em ơi? Anh đang xây cái mâm gạch vui gặp ngay bị đứa này. Nó tính chơi mình anh em ơi. Nóc xưởng có một đứa nha. Làm sao đấy em ơi? Ui, làm sao đấy em ơi? Anh lại xây cho bây giờ thằng này. Láo lếu này. Xây kẹo không dễ đâu nha bạn ơi. Dựng mấy cái mâm kẹo này chán quá. Ở bên kia cũng có một đứa thì phải. Giờ này anh em leo qua nổi không? Không leo qua nổi đâu anh em ơi. Ở dưới thằng kia bị hạ rồi. Còn mỗi thằng trên ốc sửa thôi à? Nó cũng đang ngồi đấy thôi. Làm sao đấy bạn ơi? Xuống đây đi bạn. Làm sao làm sao? Mình đây này. Lòi cái đầu ra ngoài này bạn ơi. Bên kia cũng có một đứa thì phải bo thu xuống dưới. Thằng bé này không xuống thì xanh mộ nhá. Không xuống dưới thì có mà xanh mộ nhé em ơi. Để mình bắn xuống dưới coi. Xuống đây anh em ạ. Xuống đây này. Đó. Thằng kia ở ngay góc này này. Thằng kia ngay góc này này. Làm sao đây bạn ơi? Làm sao đây bạn ơi? Ui. Qua đây, có giọt vào đây này. Có giọt vào đây bạn ơi. Mình đang ngay đây nhé này. Từ từ anh em ạ, từ từ anh em ạ. Xuống đây chơi. Ui. Mất máu rồi, không sao cả, chạy nhanh, chạy nhanh. Mình có giật bật mà anh em. Này làm sao? Đuổi theo mình đi mấy bạn ơi. Mình đang ngay đây nhé. Có giật bật thì cũng là một lợi thế nha anh em. Mấy đứa kia chuẩn bị nhảy xuống sức mặt này. Nhảy xuống sức mặt này. Ok lên bảng. Ôi bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi. Xuống đây. Xuống tới đây chưa? Chắc là thằng bé chưa xuống đâu anh em ơi. Ui ui. Gắt nó xuống dưới rồi. Mình tưởng nó chưa xuống. Phát này hơi khoai anh em ạ. Ok ok. Mình dựng từng gạch như từng băng thôi. Ui thằng này bắn AWM rát thế anh em ạ. Khá là rát các bạn ơi. Làm sao vậy? Làm sao bạn ơi? Rát thế ai chơi? Rát thế ai chơi bạn ơi? Qua đây. Nó có mỗi cái khẩu AWM thôi anh em ơi. Mình qua đây mình sẽ xử bạn luôn bây giờ. Qua đây bạn ơi. Làm sao? Qua đây. Nó đang mãi khu đấy anh em ạ. Trong bỏ. Làm sao đấy em ơi? Coi chừng xanh mộ nhà em. Qua đây. Đúng rồi qua đây em ơi. Chạy thụt vào trong này. Đừng có chơi với anh đối với em kiểu như vậy. Sợ anh không dễ đâu. Nó chơi súng tự liên luôn các bạn ơi. Ghê vậy ghê vậy. Ok ok. Một cái từng gạch cuối cùng này. Từng gạch cuối cùng này anh em ơi. Ui. Nó xây nhiều từng gạch thế. Làm sao đấy em ơi? Xây nổi anh không? Yes. Top 1. Úi dồi ôi. Thằng bé tính xây kẹo này anh em ơi. Tuyệt vời, top 1 trong chế độ xây và trượt nhá. Tuổi gì em ơi? Đơn giản thôi. Trời ơi, quá là điều bình thường luôn. Ai mừng nào. Úi dồi ôi, ngon chưa anh em? Ok. Vậy là mình đã có được 2 kill top 1 ở trong chế độ xây và trượt nha anh em. Trận sau mình sẽ cố gắng ăn nhiều mạng hơn nữa nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.